Trước thềm năm mới Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Mão 2023, sáng ngày 15 tháng 1, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm nhâm dần, Chư Tôn Đức Thượng trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Tây Ninh, Cà Mau và Tiền Giang đã về Chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để dấn an sức khỏe và khánh tuế Đức Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân. Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh do Hòa Thượng Thích Niệm Thới, ủy viên hội đồng trị sự trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đi cùng có chư tôn đức thường trực ban trị sự đoàn ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cà mau do hòa thượng thạch hà ủy viên hội đồng trị sự trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đi cùng có chư tôn đức thường trực ban trị sự đoàn ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh tiền giang do thượng tọa thích quảng lộc trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đi cùng còn có đại diện ban tôn giáo tỉnh tiền giang và Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị Sự. Tại đây, đại diện đoàn Ban Trị Sự Phật Giáo các tỉnh thành Tác Bạch, Khánh Tuế chúc mừng năm mới đến Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị Sự. Trước thềm năm mới Xuân Quý Mão, Chư Tôn Đức đã nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Đức Hòa Thượng Chủ tịch được thân tâm thường an lạc để lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển hưng thịnh cũng như làm bóng đại thọ để cho hàng tăng ni Phật tử nương theo đạo hạnh và trí tuệ của ngài mà được vững bước trên con đường hành đạo dành dấn thân phụng sự tha nhân. Dịp này, sau khi tách bạch và lãnh lễ Khánh Tuế Đức Hòa Thượng Chủ tịch, Thường trực Ban trị sự các tỉnh đã lắng nghe lời chỉ đạo, sách tấn, dành định hướng cho công tác Phật sự trong năm 2023 từ Đức Hòa Thượng. Theo đó, Ngài cầu Phật gia hộ cho Phật giáo các tỉnh trong năm mới đều thành tựu Phật sự. Trước thềm xuân mới quý mão 2023, Đức Hòa Thượng Chủ tịch Kiều Tôn Đức Tăng Ni đạo tâm tăng trưởng đầy đủ nghi lực và thắng duyên để cùng xây dựng và phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh trong lòng dân tộc.